Xin chào kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với nội dung của Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SPTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến 6, từ tám giờ sáng chín giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ 6, 3 tháng năm hai Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay báo cáo lao động của nước Mỹ khá khả quan, không khả quan lắm nhưng mà khá khả quan. Tức là trong tháng 4 vừa qua nước Mỹ có thêm 175.000 việc làm Và tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn ở mức coi như là 3.9% Đây là con số tăng không có cao lắm theo như dự trù Nhưng mà cũng khá, 175.000 là khá lắm Bởi theo dự trù thì có thể là lên tới 200.000 Và đây, đây là con số của Bộ Lao động Mỹ cho biết sáng ngày hôm nay Và như vậy là con số này thấp hơn hồi tháng 3 Hồi tháng 3 như vậy là có hơn 300.000 việc làm. Và con số này như vậy là dưới 240.000 mà các nhà kinh tế dự đoán. À, bản báo cáo ngày hôm nay cũng cho thấy là có một cái hy vọng là vào mùa hè này, à, ngân hàng liên bang sẽ cắt giảm lãi suất. Bởi vì như vậy là việc làm không có tăng nhiều. Hôm trước, mới, mới thứ Tư vừa rồi, đó ông Jeremy Powell, đó, chủ tịch của ngân hàng đó, liên bang nó bảo là khoan cắt bởi vì nó vẫn còn cái gọi là lạm phát nó đe dọa và giá cả vẫn còn tăng và có lẽ là chờ đến ngày hôm nay thì coi như là thấy cái việc làm nó không có tăng nhiều thành ra vì không tăng nhiều như vậy người ta hy vọng là lãi suất sẽ giảm bởi nếu việc làm mà tăng nhiều đó thì lãi suất sẽ không giảm bởi vì là sợ lạm phát đó. thành ra cái này nó là cái 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 không vui nhưng mà lại là cái vui <laughs> không vui mà lại vui bởi vì chúng ta thấy là gì Tạo việc làm nhiều quá thì cũng sợ lạm phát Mà ít việc làm thì cắt giảm lãi suất. Mà ít việc làm thì về mặt chính trị là không có lợi cho Tổng thống. À, nhưng mà nói chung là con số 175.000 việc làm này là ok. Tức là không cao mà cũng không thấp lắm. À, hơi thấp thôi. Thành ra thị trường chứng khoán sáng ngày này phản ứng lên. À, phản ứng ngay lập tức. À, chỉ số Dow Jones như vậy là tăng lên thêm 500 điểm. 500 điểm thưa quý Rồi sau đó đó thì giảm xuống một chút xíu Là chỉ còn có 339 điểm thôi à, Như vậy là tăng 0.9% S&P 500 cũng tăng 0.9% Và Nasdaq thì tăng 1.8% à, Lạ lùng Ít việc làm chứng khoán lại tăng Tại sao chứng khoán tăng Bởi vì người ta hy vọng là lãi suất sẽ giảm xuống đó là cái mà thị trường sáng ngày hôm nay. Xin chào anh Long, anh có thêm tin gì về thị trường không? Anh? À, xin chào anh Dũng, xin chào quý khán giả. Thì trong cái chuyện này chúng ta thấy là chưa bao giờ chúng ta chứng kiến một cái kiểu kinh tế mà nó bất thường như thế này. À, cái tỷ lệ việc làm mà không có đúng theo như cái 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 sự mong muốn, thì rốt cuộc phản ứng của thị trường lại là tăng điểm. À, thì đây là một câu chuyện chúng ta thấy là chỉ có xảy ra sau cái thời đại dịch mới có cái nền kinh tế kiểu như thế này, nhiều khi tất cả những bài vở, sách vở của các uh, uh, chương trình kinh tế hình như cũng phải thay đổi sau ra sau cái thời gian mà chúng ta đang sống, bởi vì những các phản ứng của thị trường nó đều là trái ngược theo cái chiều hướng mà chúng ta suy nghĩ từ trước cho đến nay, thì uh, nhìn đúng danh Dũng nói với quý vị là có thể chúng ta dự đoán rằng là thị trường uh, như thế cho nên uh, ngân hàng dự trữ liên bang thế nào cũng có thể giảm cái giảm lãi suất và vì giảm lãi suất đó cho nên người ta mới à, có một cái chuyện mà vui vẻ để mà à, đầu tư vào thị trường người ta tin tưởng hơn đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy qua cái sự kiện này nhưng mà cái trong lúc này thì có vấn đề chúng ta cũng lưu ý là cái tỷ lệ thất nghiệp thì nó tăng lên mức 3.9% từ cái mức là hình như là 3.8 3.8 tăng là lên 9 tỷ lệ thực sự về cái tỷ lệ thất nghiệp này nó cũng không có bao nhiêu à, trong cái tình trạng cái lúc này thì đó là những gì mà chúng ta đang thấy à, hiện nay thưa anh Dũng Vâng cái tỷ lệ thất nghiệp 3.8 tăng 3.9 thì khá là nhỏ không có nhiều lắm à, Nói chung nó vẫn ở dưới 4% à, đây là con số lý tưởng bởi vì thường thường nó thị trường lao động đó, à, nếu mà tính tỷ lệ thất nghiệp nó con số lý tưởng là khoảng 3 đến phần trăm thất nghiệp vậy là ok còn cái à, lạm phát đó thì cái lý tưởng nhất là 2% à, bây giờ Uh, ngân hàng liên bang đang uh, là thấy nó chưa có xuống tới hai phần cho nên là hôm thứ tư vừa rồi họ quyết định là không có giảm lãi suất mà họ để yên như vậy để xem tình hình như thế nào thì uh, chúng ta sẽ chờ xem ra sao uh, đó là chuyện kinh tế của Mỹ sáng ngày hôm nay à, đặc biệt liên tôi... quan việc làm. Vâng. Cho tôi nói thêm một số chi tiết về cái việc làm. Thì cũng giống như mọi tháng trước thưa quý vị, những cái việc làm mà được tạo ra trong cái lần này, trong cái số 175.000 công an việc làm này thì trong đó cái về trong cái kỹ nghệ mà chăm sóc về y tế là vẫn nắm cái số lượng uh, việc làm được tạo ra cao nhất đó là 56.000 việc làm trong lĩnh vực y tế và sau đó một số cái lĩnh vực về uh, trợ giúp xã hội là 31.000 việc làm những cái cái job này là những cái job về liên quan đến chính phủ một lần nữa hai con số này lại nói lên với tình trạng dân số càng lúc càng già của nước Mỹ uh, cho nên À, hai cái kỹ nghệ này vẫn tiếp tục là có thêm việc làm trong thời gian sắp tới và trong những thời gian dài sắp tới còn những cái kỹ nghệ khác như là kỹ nghệ về giao thông vận tải à, nhà cửa thì có tạo được 22.000 công an việc làm và kỹ nghệ bán lẻ có thêm 20.000 việc làm trong khi đó à, kỹ nghệ mà xây dựng xây dựng thì tạo được ra 9.000 việc làm trong khi đó thì à, À, về cái công việc làm của phía chính phủ thì tạo được 8.000 việc làm. Đó là tính cho so đến giờ phút này những cái công việc làm mà chúng ta vẫn chú ý vẫn nắm cái tình trạng chủ đạo đó là y tế và chăm sóc xã hội. Thưa anh. Vâng. Thì à, nếu mà nói luôn là cái tỷ lệ thất nghiệp này nó là khá thấp à, nếu mà chúng ta nhìn thấy à, tính từ năm 2021 tới giờ. xin bác có thể cho qua cái laptop của tôi để có cái biểu đồ này chút xíu để chúng ta thấy là đây cái uh, tỷ lệ thất nghiệp đây quý vị thấy không 2021 là nó tên trên 6% nó 6.4% là là từ đó mà bây giờ nó xuống 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 đến năm 2022 và 23 cái mức này là mức thấp nhất kể từ năm 1969 nó 3.4 nhưng quý vị nó nhích nhích lên có lúc nó xuống 3.5 rồi lên 3.8 đó rồi đều đều 3.7 bữa nay 3.9 đó cái mức này nói chung là dưới mức 4 chấm thấy không? Đó à, đây dưới mức 4% vậy là tốt. Hôm trước hai năm 2021 lên tới 6 chấm mấy phần trăm thì nó quá nhiều. Thì uh, có tăng việc nhưng tăng không có nhiều lắm, nhưng mà cũng tăng không ít lắm. Thì đó là cái uh, gọi là cái um, cái uh, cũng thấy có một cái khả quan đối với nền kinh tế. Đó lý do tại sao mà uh, chỉ số uh, Dow Jones rồi Nasdaq, S&P 500 tăng lên. Rồi. về kinh tế còn gì để nói nữa không anh? À, tôi không có nói chuyện về kinh tế nhưng mà tôi nói chuyện những người đầu tư vào chứng khoán của ông Trump được không ạ? Dạ, xin mời anh. À, chứng khoán của công ty của ông Trump thì bây giờ nó xuống nhiều so với cái thời gian vừa mới mở ra. Nhưng mà cái tin cho biết rằng là, là cái công ty mà kiểm toán cho cái uh, chứng khoán của ông Donald Trump, đó, cho cái công ty Trump Media đó, thì công ty này mới bị uh, cơ quan kiểm soát thị trường SEC ra một cái lệnh là à, tố cáo rằng đã vi phạm một những các chuyện uh, sự gian lận vô cùng lớn massive fraud và đây đây là một cái chuyện chúng ta cũng uh, chú ý những cái gì mà hình như liên quan đến ông đến ông đến ông Donald Trump trước sau gì hình như cũng bị kẹt vô cái vòng lao lý thì anh Dung anh nói làm sao chứ tôi nghe ông Trump chuyện nó bầu cử gian lận chứ làm gì có uh, <laughs> chứng khoán mà gian lận làm ăn mà gian lận cá ờ, nhân ông đâu đã bao giờ mà khai phá sản đâu chỉ là công ty của ông khai phá sản thôi <laughs> à, chứ ông đâu bao giờ anh nói chắc lộn này. anh 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 có cần rút lại không à, thấy cái chứng tôi... lận nó chỉ có trong bầu cử thôi anh <laughs> không anh đó, nhận đây không nhận là cái chữ rõ, rõ, ràng nhất là của cái đó là của, cái, 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 cái... cơ quan và uh, về, trao đổi chứng khoán cho biết rằng là công ty mà kiểm toán công ty Donald Trump là massive fraud massive fraud cái từ rất là lớn như vậy là cái cái cái, cái cơ, cơ quan nó cũng gian lận này yes. đó Tôi nói cho anh biết như vậy đó. chỉ có bầu cử gian lận thôi chứ làm gì có chuyện mà chứng khoán gian lận thì đó là chuyện kinh tế và chuyện chứng khoán của cái cái là chút sò đúng không anh yeah. chút của ông trump thì sang qua tình hình mà biểu tình ở tại nước mỹ thưa quý vị bắt đầu càng ngày nó càng dữ dội bây giờ lan qua nhiều trường khác ngày hôm qua thì tại uh, đại học University of Washington ở Seattle bắt đầu cũng có biểu tình uh, ủng hộ người Palestine và sinh viên họ cấm trại ở ngay trong trường. Uh, tất nhiên cũng với cùng một cái yêu cầu giống nhau đó là họ yêu cầu trường học phải cắt đứt các quan hệ với lại Israel và hãng Boeing luôn, à, bởi vì uh, Seattle có cái hãng Boeing là lớn lắm, à, coi như là tổng hành dinh của họ nằm ở đó bởi vì hãng Boeing là sản xuất những cái trực thăng mà được sử dụng ở giải Gaza theo như những người biểu tình là những trực thăng này là tấn công làm cho tấn công vào nhóm Hamas nhưng mà làm cho người dân bị chết thì thế giới màn hình đó họ cắm trại ở những lào xung quanh nhìn quay ở trên rất là đẹp mà ông Trump gọi là beautiful beautiful đó. thì đó là bây giờ nó sẽ lan qua tới cái vùng này không cái này là ức gì đối với Donald Trump phải có cảnh sát tấn công không, từ từ quăng pháo từ từ là từ từ, 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 <laughs> từ từ, đã từ từ đã từ từ đó ông ông cái này nó nó phải có xe chạy vô có đuốc cầm đuốc rồi nó khi thế đúng không ý nói vậy đúng không giống như một salon view năm 2017 nghìn đó nhưng mà xe, xe tới chứ đó thôi <laughs> quý vị thấy ông cái trường đại học nó đẹp vậy mà quý vị vô cắm chạy vân 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 à. nhìn đẹp anh đồng à, nhìn đẹp không à, công nhận thì ở tại UCLA ngày hôm qua như vậy là hơn 300 người bị bắt ờ, và có khoảng 300 người cũng là rời khỏi cái uh, gọi là trại biểu tình ngày hôm qua thì cảnh sát Los Angeles họ đem xe bớt tới họ hốt họ hốt họ bắt khoảng 300 người họ bỏ lên xe chở đi và họ cũng dọn dẹp luôn à, những cái mà cặc tông nè những cái ba lịch này mà hôm trước ta thấy ngày hôm qua ta cho mọi người coi ừ, ra long dạ. uh, đó, đó, đó là hai nhóm biểu tình giống nhau còn ngày hôm qua là họ vô họ coi như là dọn dẹp sạch sẽ luôn uh, và bây giờ mà đến UCLA đó ngày hôm nay chỉ còn lại cái dấu tích duy nhất của biểu tình đó là họ xịt sơn đến tường những người xịt sơn đến tường cái roi so là cái 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 tòa nhà chính ở, ở trung tâm đại học UCLA đó. thì uh, các trường đại học khác cũng tiếp tục biểu tình và cho đến ngày hôm nay là đã có hơn 2.200 người bị bắt. cảm ơn anh Thần đưa cái hình ảnh này đó. Đây là Roy So của UCLA Lòng Và là 2 giờ, 2 giờ 40 phút sáng, cảnh sát họ họ gọi là triển khai mạnh mẽ, dẹp hết. Bắn cả lũ đạn cây rồi kia, lùm la đó. Để họ dẹp, họ xịt hơi cay. Thì không có ai bị thương tích gì cả. Cũng rất may, chỉ có người bị bắt thôi đây thấy ông người ta mang cái ba vô rồi ta dựng thì, rồi, rồi, rồi ở bên Colombia cái ho cái 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 hai ho đó lại biết là mang cả cầu thang vô dựng hàng rào trong đó luôn đến độ mà cảnh sát phải dùng cưa để cắt để mới đi vào được đó. anh biết là họ dựng lên gì họ lấy xích dây xích đó, họ xích lại rồi khóa lại luôn đó nghĩa là cảnh sát không gỡ là phải lấy cái cưa máy cắt đi đó dữ dội thì cái chuyện này uh, bắt đầu nó làm cho một số trường đại học, hôm trước thì uh, chúng tôi có thông báo quý vị uh, là trường đại học USC ở miền Nam California này, họ quyết định là ngày 10 tháng 5 tới đây, không có làm lễ ra là trường, nó nguy hiểm quá. Và bây giờ các trường đại học đang phải đối phó với cái chuyện này thì họ sẽ làm cái gì để mà họ chứ chẳng lẽ giờ đóng hết không có làm lễ ra là trường, cái kỳ quá. À, chuyện đó như thế nào chúng tôi sẽ cho quý vị biết sau phần quảng cáo, xin quý vị đừng đưa màn hình SBTN